Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Alosa. Hiện tại thì Đức đang có mặt cửa hàng hệ thống Hét Hòa Bình Minh, chi nhánh số 4 ngay tại ngã tư Nguyễn Cù, thành phố Tân Nguyên, tỉnh Bình Dương. Và ngày hôm nay thì Đức sẽ cập nhật cho các bạn về thông tin SH Mod 125 phiên bản 2024 đã về tới đại lý rồi. Thì đối với các phiên bản mới lần này thì Honda chủ yếu là chỉ thay đổi lại về cách phối màu sắc thôi ha. Không có bỏ đi một màu sắc nào hết, cũng như là cũng không có ra màu sắc mới luôn. Chủ yếu là thay đổi lại về những cái cách phối màu cho từng phiên bản. Thì ở video này mình và các bạn tìm hiểu lần lượt từng phiên bản, xem coi là nó khác nhau so với phiên bản đời 2023 chỗ nào, cũng như là về phần mức giá từng phiên bản cho các bạn tham khảo luôn. Về cái mức giá thì đối với các phiên bản mới và phiên bản cũ á, thì nó chỉ chênh lệch nhau 1 triệu thôi. Nên là những bạn nào mà cảm thấy mà thích cái phiên bản mới thì các bạn lựa chọn cái phiên bản mới ha. Còn những bạn nào thích cách phối màu của phiên bản cũ thì các bạn lựa chọn phiên bản cũ, nó chỉ khác nhau vào cách phối màu sắc thôi. Còn về những cái chi tiết khác thì gần như là nó không có gì khác biệt ha. Đầu tiên thì mình sẽ điểm qua cái phiên bản cao cấp nhất đi, đó là cái phiên bản thể thao. Như các bạn nhìn thấy trên màn hình, đây là cái phiên bản thể thao 2024, còn chiếc bên này là phiên bản thể thao 2023. Thì nhìn chung á, thì các bạn nhìn về chính diện, các bạn nhìn thấy có sự khác biệt ở cái phần dè xe. Dè của đời 2023 á, là nó là dè đen, còn 2024 thì nó sẽ là dè màu xám luôn ha, nhìn nó khác một tí. Và thứ hai là ở cái phần yên xe thì đối với cái đời 2023 thì yên xe sẽ đẹp hơn, là yên màu đen đi với chữ màu đỏ, còn đối với cái yên xe của 2024 là yên màu xám chữ đỏ thì nhìn nó không được bắt mắt lắm. Riêng mình thì mình đánh giá không cao về cái phần yên 2024 này. Còn mức giá thì đối với cái phiên bản thể thao này nha, là hiện tại là 68.500 đối với cái màu sắc 2024. Còn những bạn nào mua cái màu sắc cũ 2023 là 67.500 ha. Mình nghĩ thì cái màu 2024 nó sẽ không đẹp bằng so với màu 2023 đâu. Thì nếu như bạn nào mà cảm thấy thích 2023 thì các bạn nên mua thời điểm này ha. Tại vì thời điểm này thì xe đó 2023 thì còn tương đối cũng rất là nhiều á, thì giá cũng phải chăng nữa ha. Giá này đã bao gồm VT rồi nha. Còn phiên bản 2024 thì riêng mình thấy là không có đánh giá cao lắm. Thì ở video sau Đức sẽ so sánh hai cái mà phiên bản này ha, hai màu sắc này để cho các bạn tham khảo chi tiết hơn. Tiếp đến là cái phiên bản đặc biệt thì cũng giữ lại hai màu sắc thôi, đó là màu đen và màu bạc. Ở đây thì màu đen và màu bạc hiện tại thì chưa về tới cửa hàng. Thì đối với cái phiên bản này nó chỉ khác nhau một tí ở cái phần logo nè, phuộc nè, đó, phuộc heo dầu cũng được thiết kế màu đỏ giống như xì như chiếc thể thao luôn. Logo màu đỏ này, thay vì logo của phiên bản đặc biệt trước đây là màu vàng đồng đúng không? Phuộc màu đen cũng như là heo dầu màu vàng đồng thì bây giờ thì nó sẽ làm giống như phiên bản thể thao luôn ha. Nó chỉ khác nhau về cái màu sắc tổng thể xe thôi. Và cái đối với cái màu bạc á thì các bạn có thể xem trên màn hình, ở cái phần đầu xe thì nó được sơn với màu đen luôn. Đen là đen nhám ha. Cho so với cái phiên bản trước á thì nó sẽ là màu bạc. Rồi, tiếp đến là cái phiên bản màu đen thì không có gì thay đổi, easy thôi, nó chỉ thay đổi về logo, về phuộc sau cũng như là về heo dầu chuyển thành màu đỏ, nhìn nó sẽ nổi bật bắt mắt hơn ha. Còn về mức giá đối với cái màu bạc á là 69.200. Còn những bạn nào mua cái màu đen là 67.500 đó. Đây là giá của 2024. Còn những bạn nào mua giá rẻ hơn 1 triệu là đời 2023 ha, tùy theo cái sở thích của mọi người thôi. Tiếp đến là phiên bản cao cấp. Cao cấp thì sẽ có hai màu sắc cho các bạn lựa chọn. Thì đối với phiên bản cao cấp lần này thì cũng thay đổi một tí ở cái phần đầu xe. Chỗ phần đầu này cũng được sơn màu đen các bạn nha, sơn màu đen luôn. Yên xe thì riêng mình thấy thì cũng không có gì đổi gì nhiều, cũng là yên màu đen pha lẫn với vài chi tiết màu bạc đó. Thì đó là cái màu xanh. Còn màu đỏ thì được cũng làm giống như vậy. Màu đỏ thì trên phần này nè, trên phần này thì cũng được sơn đen luôn. Mình thấy là màu đỏ đời 2024 nhìn sẽ ok hơn các bạn ha, nhìn thấy đẹp hơn ha. Rồi còn cái phần dè, cái dè này là ngày trước đó là màu đen, bây giờ nó là màu xanh luôn nha. Phiên bản màu đỏ cũng vậy ha, chỗ phần này là màu đen, bây giờ là màu đỏ hoặc là màu xanh tùy theo màu sắc nha. Nó chỉ thay đổi hai cái chi tiết, một là phần này, hai là phần dè đó. Và yên xe thì mình thấy cũng có thay đổi một xíu ở phần yên xe ha, được trang trí thêm ở phần đầu và cuối yên xe là màu bạc, thay vì trước đây là nó sẽ là màu đen. Rồi
Về mức giá thì đối với cái cao cấp màu đỏ là 61.900 nha, coi như là 62 triệu. Còn những bạn nào mua màu xanh giống như thế này là 61 triệu nha, 61 triệu màu xanh đời 2024. Còn những bạn nào mua đời 2023 thì sẽ rẻ hơn 1 triệu, tức là cái chiếc màu xanh này chỉ có 60 triệu thôi, còn màu đỏ chỉ có 61 triệu thôi nha các bạn nha, giá là rất là rẻ luôn. Và cuối cùng là cái phiên bản tiêu chuẩn thì cũng có 3 màu sắc thôi, màu trắng, màu đỏ, màu xanh. Thì đối với 3 màu sắc này thì cũng không có gì khác biệt so với những cái đời trước đây nha các bạn ha. Nó chỉ khác nhau một tí ở phần yên xe, ở đây thì có trưng cái chiếc màu đỏ đời 2023 nè, khác nhau một tí ở phần yên xe thôi. Còn phần đầu xe này kia thì gần như là giống nhau, không có gì thay đổi hết ha. Nên là khi bản tiêu chuẩn này các bạn mua đời 2023, 2024 thì nó cũng như nhau thôi. Với mức giá màu trắng là 60.500. Còn những bạn nào mua màu đỏ là 59 triệu. Và cuối cùng là cái màu xanh giống như thế này ha, màu xanh. Xanh thì xanh hoàn toàn luôn ha, là 58 triệu. Tất cả giá mà Đức báo cho các bạn đã bao gồm VT rồi. Phiên bản tiêu chuẩn thì chỉ trang bị phanh CBS thôi nha các bạn ha. Chỉ trang bị phanh CBS thôi. Những cái phiên bản dòng xe ở Thunderbolt này nó chỉ khác nhau về phanh thôi, nên là mức giá cũng khác nhau và màu sắc. Còn những cái thông số kỹ thuật, động cơ, tiện ích này kia đồ kiểu dáng thì nó y xì như nhau nha. Còn những bạn nào mua cái phiên bản tiêu chuẩn mà đời 2023 thì giá sẽ rẻ hơn 1 triệu so với giá mà Đức hồi nãy vừa báo cho các bạn. Đó thì đó là sơ lược về mức giá cũng như là những cái màu sắc cho các bạn tham khảo rồi. Và bây giờ thì mình sẽ quay chi tiết cho các bạn xem phiên bản Thunderbolt 2024 để cho những bạn nào đang quan tâm thì các bạn cũng tham khảo thêm video của mình nhé. Các bạn cũng có thể nhìn thấy trên màn hình mình có dựng hai chiếc phiên bản thể thao đời 2023 và đời 2024 để cho các bạn nhìn sơ lược qua ha. Đó, mặt nạ thì các bạn nhìn thấy rồi, nó chỉ khác nhau ở chỗ cái phần dè thôi. Đó, còn lại mặt nạ này cũng màu đen nè, trên đây cũng là màu đen luôn. Bên đây thì cũng vậy, đó, nó chỉ khác nhau chỗ cái phần dè thôi. Nhưng mà mình thấy cách phối màu của đời 2023 nhìn sẽ đẹp hơn. Đó, đặc biệt là phần yên xe nhìn nó hài hòa hơn các bạn. Đây, yên màu đen nha. Yên màu đen chỉ đỏ. Đó, còn các bạn sang bên đây nè, cái chiếc 2024 nè. Yên màu bạc nha, màu xám á bạn. Xám sim rồi pha cái phần đầu bạc chỗ này nữa. Đó. Nhìn nó kiểu sao sao các bạn ha. Đen nhìn sẽ đẹp hơn á. Chắc chắn thì sẽ có một vài bạn sẽ đồng tình với mình. Còn về những chi tiết khác như là về logo phuộc này kia thì giống nhau ha. À, có một điểm chi tiết khác nữa các bạn là cổ cái phần núm xoay này nè. Cái núm xoay khóa smart key á nó nhỏ hơn nha các bạn nha. Nó sẽ nhỏ hơn vài thon dài hơn so với đời 2023. 2023 thì nó ngắn và nó bự. Đó, các bạn nhìn thấy ha. Nó chỉ khác nhau chỗ đó thôi. Còn về những cái tiện ích cổng sạc này kia đều nó y xì với nhau ha. Không có gì khác biệt hết các bạn ơi. Đó, thì đó là sơ lược cho bạn xem cái phiên bản thể thao ha. Rồi, còn cái phiên bản cao cấp thì nó khác nhau chỗ phần yên nè. Yên thì yên màu đen, chỉ bạc. Và cái phần đuôi và phần đầu yên xe thì nó sẽ là màu bạc. Cái này mình thấy giống như đời 2022 các bạn. 2022 nó cũng đi yên kiểu này nè. Sau đó cái đổi 2023 thì nó đổi sang yên dạng này. Đây là 2023 nè, đổi sang yên dạng đen chỉ đỏ. Đó. Xong cái bây giờ nó quay lại đời 2022 lại. Nè, yên xe này giống như đời 2022 nè. Rồi, ở phần đầu xe nè, đầu xe thì thay đổi chỗ phần này. Đó, chỗ phần đen luôn. Năm nay thì Honda hay thay đổi phần đầu xe bằng thành màu đen quá ha. Rồi, chỗ phần này trước đây là màu đen, bây giờ nó sẽ là màu xanh. Đó, chiếc này là 2024 màu xanh nha. Còn chiếc màu đỏ bên đây là 2023 màu đỏ nè. Màu đỏ chiếc đời mới á. Ha. Đề mới thì chỗ này nó là màu đen nha. Còn chỗ này á nó sẽ là màu đỏ. Nó thay đổi ngược lại, kiểu nó xáo nó thay đổi vị trí cho nhau các bạn. Đó. Đó, bên đây nguyên đây là nguyên một dàn phiên bản thể thao 2023 không nè. Có bên đây có chiếc 2024 nữa các bạn xem nè. Đó. Nhìn nó khác nhau cái dè thôi. Còn như chiếc này là đời 2023 phiên bản tiêu chuẩn nè. Nó cũng khác nhau cái yên luôn các bạn. Đây. Yên của phiên tiêu chuẩn là yên nó đen từ trước ra sau. Đây. 2023 nha, đen từ trước ra sau luôn. Nhưng mà sang 2024 á thì nó sẽ làm giống như này. Đây, làm giống như chiếc phiên bản đặc biệt 2024 này là màu bạc nè, đầu và cuối yên xe là màu bạc. Đây, chiếc này là chiếc phiên bản đặc biệt 2024 nữa các bạn. Nha.
Đây, nó chỉ khác nhau chỗ cái phần này nè. Đây. Đó. Cái heo dầu màu đỏ này ha. Trước đây thì nó heo dầu nó sẽ là màu vàng đồng. Rồi, ở phía sau. Ở sau bạn nhìn thấy nè, chỗ phần logo nè. Đây. Đó, logo màu màu đỏ cũng như là phục phục đỏ. Đó. Thấy chưa? Thay vì trước đây là cái logo nó màu vàng đồng, phục nó là phục màu đen, đen nhám. Bây giờ thành màu đỏ luôn. Đó. Phần đầu xe thì y xì như vậy, không có gì khác biệt nha. À, thì đó là sơ lược cho các bạn tham khảo về dòng xe Atmos ha. Còn những cái màu sắc khác thì hiện tại là chưa có về hàng. Như là cái màu bạc phiên bản đặc biệt thì chưa có về. Nhưng mà riêng mình thấy phiên bản đặc biệt màu bạc nhìn nó đẹp đó các bạn. Nhìn nó phối thêm cái đầu màu màu đen nhìn nó đẹp hơn, nhìn nó sẽ cứng cáp hơn á. Đó, thì đó là sơ lược về dòng xe Atmos 2024 cho các bạn tham khảo ha. Nãy giờ thì các bạn cũng đã tìm hiểu về những cái thay đổi trên dòng xe Atmos 2024 so với đời 2023, cũng như là những cái màu sắc nè cho từng phiên bản, và về mức giá cả hiện tại thì mình thấy là mức giá đang rất là tốt luôn. Nên là những bạn nào đang có dự định mua dòng xe Atmos để đi chi Tết á, thì ngay từ thời điểm này các bạn vẫn có thể mua được rồi nha. Còn những bạn nào mà không có dự định mua trong tháng 11 này thì các bạn chuyển sang tháng 12 mua cũng được. Qua tháng 12 mua thì khi đó sẽ có chương trình khuyến mãi nó hấp dẫn hơn từ Honda Việt Nam. Thì đó là sơ lược về dòng xe Atmos 2024 để cho các bạn tham khảo. Ở video sau thì Đức sẽ so sánh chi tiết cho các bạn về hai màu sắc phiên bản thể thao này, để những bạn nào đang có dự định mua phiên bản thể thao á và đang phân vân là không biết nên mua cái đời 2023 hay là đời 2024 thì các bạn tham khảo thêm video trên kênh AlloXe của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha. Xin hẹn gặp lại các bạn vào những video lần sau. Hãy theo dõi kênh AlloXe để cập nhật nhiều thông tin về xe máy hơn nữa. Cảm ơn các bạn.